Sunday. It's beautiful Halloween Sunday. Vậy á hả? Ồ, tháng này là tháng Halloween ha, mèo. Ở nhà có bao nhiêu kẹp? Kẹp hết trên đầu mèo. Mèo. It's a beautiful Sunday. It's a beautiful Sunday. Yay. It's a beautiful Sunday. It's a beautiful Sunday. Oh yeah. Hôm nay nhà của Phương có vài người bạn với lại ông bác neighbor. Ông bác hàng xóm qua mèo làm gì đó. Con gì? Mẹ đâu thấy con gì? Con gì mô? The birdie. Con chim hả? Yeah, I see it. Oh, I see it. Oh, okay. À, con chim nó làm tổ trong nhà của Phương. Có vài người đến để giúp Phương khiêng mấy cái thùng mua ở IKEA, mấy cái tủ, mấy cái kệ để đựng đồ, tại vì bây giờ chuẩn bị dọn nhà cho nó gọn gàng sạch sẽ rồi. Cái nào mà mèo đang ca tùm lum đây nè. Cái nào mà cất dọn dẹp được thì Phương dẹp cất vô đồ của anh Tiến. Bây giờ bắt đầu mình mới dọn đồ trong phòng của Phương và anh Tiến, và bắt đầu lấy sọt đồ rồi này nọ ra đó. Và mình cái nào mình lưu trữ được thì mình lưu trữ, mình cất giữ cho để kỷ niệm. Còn cái nào mà mình cần phải donate là mình gửi cho từ thiện thì mình sẽ gửi cho từ thiện, tại vì giống như những cái đồ mà còn tốt á, mà anh Tiến mua mà chưa kịp bận, giống như đôi dài hoặc là áo jacket, áo lạnh đồ này nọ vân vân cho mùa đông đồ này kia đó, mà còn mạt, còn chưa có tháo ra nữa, mà không có đem trả được, tại vì không có biết mấy cái biên lai anh Tiến mua để đâu á. Cho nên chắc là mình sẽ đem đến nhà thờ để mình donate, mình gửi tặng, đó là mình gửi từ thiện lại để cho họ tặng cho những cái gia đình nào đó cần mặt dừa và cần. Thì Phương đang cuối tuần này, hôm nay là bên Phương là cuối tuần, thì Phương sẽ đang làm cái đó, và đang ngồi đằng trước uống cà phê với lại đợi mọi người tụ tập lại, xong rồi là mình khiêng đồ xuống xe, xong rồi mình Phương mới đi dẫn mèo. Bây giờ mèo là đang mèo ơi, con chuẩn bị Halloween rồi hả? Mèo đang rất là happy, rất là khuyến khích, tại vì đang đợi một năm là chỉ có cái tháng 10 này là mèo được bận đồ Halloween, cho nên là cuối tuần sau là mèo được Phương với lại gia đình bên mấy người bạn thân của Phương tụ tập để đi chơi ở Legoland á. Tại vì cái tháng 10 ở Legoland họ có tổ chức, hai mọi người họ tổ chức Halloween á. Nè con qua đây. Hai mọi người. Hai mọi người. Hai ông bà. Hai ông bà, hai mọi người. Hai ông bà, cô chú. Hai ông bà, cô chú. Bữa hôm nay là mèo được mẹ và cậu dẫn đi tới Spirit Halloween để mình mua đồ Halloween cho mèo, tại vì năm nay mèo muốn làm Spider-Man, cho nên là mình phải bắt đầu mình mua bây giờ, chứ kẻo mình đợi gần tới ngày là sẽ hết đồ. Với lại cuối tuần sau là mèo với Phương với gia đình bên bạn dẫn đi chơi, mấy người bạn của Phương cũng dẫn con của họ rồi này nọ đi tới chơi. Đi mèo ơi, đi mèo ơi. Rồi gia đình mèo với bên bạn của mèo dẫn con, mấy người con đi tới Legoland chơi. Thì năm nay là mỗi năm là tới tháng
tháng 10 á là họ sẽ có chương trình hội Halloween. Ồ cái này nhìn hơi sợ quá ta. Ồ. Ồ. Cái trụ này không nè. Họ mua về để họ setup á là tới 179 mà sale còn 115. Ồ. Wow. Mèo vô đây y như là chỗ mèo thích lắm, tại vì mèo thích Halloween, lễ hội Halloween. Mèo có không sợ mèo? Mèo nói mèo không có sợ. Cái này, cái trụ này không là 300 đô. Để cái con này á, chắc cái con này mới là 300 đô á. Còn cái con nhện này là 270 nè. Wow. Đi vô đây là y như là bây giờ trong này rất là nhiều trẻ em ở trong này, họ đang mua đồ đây nè. Hôm nay là cuối tuần cho nên là mấy gia đình dẫn cho mấy con em vô đây bắt đầu mua, tại mua sớm á là mình vẫn còn nhiều size, nhiều đồ, chứ tới lúc mà gần tới ngày rồi đó mà mình mua trễ á là sẽ không có size, không có đồ. Mà đồ là giống như nát hết trơn luôn á. Nhưng mà họ chọn nhiều lắm. Bây giờ mình mua để cuối tuần sau mình đi chơi. Coi đây, cái gia đình mình có ai có chó, ai có chó mèo. Họ có bán đồ cho chó mèo chơi luôn nè. Vui không? Một cái packet như vậy á, gia đình mình á là khoảng chừng 25 đô nè. Nè, cái này SpongeBob cho con chó cũng khoảng 25 đô. Đó. 24.99 nhưng mà chưa tính thuế nữa, thì tính thuế vô nữa chắc cũng khoảng thêm 2 đô nữa là cho đi 26-27 đô đi. Họ có bán mấy cái mền nè. Mấy cái mền mà ngồi chơi ở ngoài hay gì đó. Rồi, quần ngủ, bận đồ ngủ. Mèo ơi, đi mèo ơi. Mèo đã mất tiêu rồi ta. Mèo ơi, let's go. Đi. Ôi, cái con đó cao quá. Oh, scary. Sợ quá hen. Mình cũng thấy sợ, nói chi mà tới cái hôm đó là tối lại cái họ treo mấy cái này ở ngoài. Mình sân trước mình để cái con này rồi. Có nhiều người họ chơi Halloween lớn lắm nha cả nhà mình. Họ mua những cái con giống như nè. Này là 300 đô nè cả nhà. Madison. Mèo ơi đi mèo. Đi lại ra lấy mua đồ cho con nè, lại lên. Đồ mèo. Spider-Man phải không? Năm nay là mèo Spider-Man rồi. Ok, mèo muốn mua Spider-Man. Phương cũng chắc mua vài món đồ để trưng Halloween nữa, tại năm nay mình cũng chơi Halloween, năm nào mình cũng chơi. À, Phương đi lại chút nữa, đi lại Trader Joe á, mình mua bí đồ này kia. Ui, những cái con này ở trong này nhìn sợ quá ha. Giống như cái này là Transformer Bumblebee nè. Đây.
Bây giờ là đang là 40, 39.99 chưa trước thuế. Cho đi coi đi, 42, 43 hay gì đó. Ninja Turtle. Mấy em nào thích Ninja Turtle? Ninja Turtle thì hơi mắc một tí xíu. Ninja Turtle size nhỏ từ 4 tuổi, size 4 tới 6 là chắc 4 tuổi tới 6 tuổi. Là tới 60 đô lận á. Thì cái này thì nhỏ hơn, thì chắc là cái bộ đồ nó nhỏ hơn, nó không có cầu kỳ á, mỏng hơn á, thì khoảng chừng 39 đô. Họ sắp xếp theo dùng theo khu. Thì cái khu bên kia là cả nhà mình thấy kiểu boy xong là con trai. Cái khu bên này thì họ để girls là con gái nè. Là đồ ở bên này là chuyên cho con gái. Chắc mèo ở bên khu này quá. Hồi nhỏ mèo cũng có bận mấy cái đồ dễ thương nhỏ nhỏ vậy nè. Có Spider-Man không baby? Baby con tìm được chưa? Not yet. Not yet hả? Ủa sao kỳ vậy? Ủa đây nè, come here, right here. Đây nè. Spider-Man. No, ghost spider. Oh, ghost spider hả? Oh, Spider-Man con gái là ghost spider. Là cái bộ màu hồng với trắng. Ủa chứ mèo à, con mua cái con. Ôi trời ơi, dễ thương chưa nè. Bộ này là 29 đô. Đó, mấy cái con hài. Rồi mấy em bướm nè, 36.99. Bên này là phù thủy, tất cả những đồ của phù thủy. Nếu mà người lớn của mình mà không có nhu cầu mua nguyên một bộ thì mình chỉ mua cái này mình dán mặt nè. Với mà vớ mình bận nè. Này có mấy cái đồ phụ kiện riêng á. Giống như là nón. Mình không có cần phải mua nguyên một bộ đó, giống như thí dụ. Nếu mà Phương muốn làm phù thủy năm nay thì Phương mua cái nón này khoảng chừng 9 đô, 9 đồng 99. Rồi Phương đội bận đồ đen hay gì đó. Rồi mua thêm cái phụ kiện gì nè, giống như là mấy cái cây chổi. Cây chổi này thì 12 đồng 99, mà họ làm cũng khá đẹp nè. Đó. Tại vì Ủa con mua gì đó? Con mua cái bịch đựng kẹo á hả? Ồ vậy hả? Bắt bướm. Mèo mua cái bịch đó để bắt bướm. Đâu mất nữa rồi, chạy mất tiêu nhanh quá đi. May là có người đi cùng mình để chăn mèo, chứ kiểu lúc nếu mà Phương đi một mình chứ không có quay được. Tại vì đi một mình quay là không có thể nào mà cho mèo đi chạy vòng vòng được. Ồ cái này cũng dễ thương lắm nè cả nhà. Cái này mình thổi phồng lên á, nó có cái máy để mình thổi phồng lên á. Cái này SpongeBob, cái này là Patrick. Rồi có 50 đô, cái này 50 đô. Có không con? Bên này boy thì chắc không có đâu. Bên này is boy, không có đâu. Ok, thôi mua đại cái Spider-Man không mèo? Con muốn mua cái Spider-Man con gái là phải order.
Ồ, có loại Spiderman khác nữa nè cả nhà mình. Mèo đang rất là đang rất là thích Spiderman, cho nên là coi cái coi loại Spiderman con gái đó. Hình như là tên là gì ta? Gwen hả? Spider Gwen hả? Đây. Ok, rồi vậy thôi. Ôi, có em nào thích lấp lánh đẹp quá ta. Cái này thần chết nè. Cái cây thần chết. Có loại thường và có loại ông anh thần chết này là thần chết đi tới thăm mấy người giống như là Hugh Hefner ha. Mấy ông nhà giàu. Ồ, cái phần này thấy sợ quá ta. Ồ, cái khu này là nói mà. Cái khu này thì là của khu người lớn nè. Khu này là dễ sợ cho nè. Ôi, sợ quá đi. Mấy cái đồ mà con nít ấy mà họ để như vậy, mình nhìn ban ngày mình đi còn thấy sợ. Ủa, có nón lá. Có nón lá Việt Nam. Nón lá Việt Nam hay quá. 8 đồng 99, 8 đô. Cho coi, cho đi 9 đô cộng thuế đi, cho 10 đô. Họ làm cũng dày lắm cả nhà, dày lắm. Nếu có ai có nhu cầu nón lá thì hãy ra đây nha. Tại vì còn có hình như 5 em nữa rồi, cộng bên này nữa là 6 nón nữa à. Nón lá này mình mua về mình chơi cũng được. Mấy cái mask, mấy cái mặt nạ. Tất cả những cái này đều làm bằng nhựa hết nha cả nhà. Nhựa mà nó có máu ở trong á, máu giả thì nó chảy nè, đó. Cũng khá hay ha. Mà một cây này cũng không có bao nhiêu đâu. Có 6 đồng 99 á. Đẹp ha. Nó có máu giả trong này nè. Đó. Mà nhìn cũng chất lượng lắm mà, có 7 đô à. Có 7 đô thôi. Họ mua một cái mặt nạ, cái xong cái họ cầm mua cái cây đó là họ chơi được rồi, đâu có cần phải mua những cái đồ mắc tiền. Còn nè, còn không thì mua mấy cái này. Mấy cái này cũng dễ thương quá trời, 6 đô. Chứ một miếng này 6 đô. 5 đồng 99, 6 đô. Rồi móng tay giả. Ồ. Lông nheo không biết. Tùy theo mình 7-5 đô. Cái này là mấy cái đồ xịt tóc á, mà tạm thời á. Xịt tóc á, 3 đô. Mỗi màu, mỗi khác. Cái này dễ thương nè, cái này có năm nào Phương cũng mua cái loại này, nhà này ngắn ngắn nhỏ nhỏ vậy nè. Mình đội chơi. 7 đô. Ok cả nhà, bây giờ Phương đi tìm mèo cái rồi mình đi coi mèo đã lựa được đồ của mèo chưa nha. Ok, bye cả nhà ơi. Ồ. Cả nhà mình thấy không, đây là máu nè. Bình máu, má giả. 7 đô. 7 đô. Có ai mà đóng mà làm phim á mà muốn cần mua canh ngay Halloween á, mình hốt nguyên một vàng này mình mua. Rẻ hơn là mình mua ở mấy cái chỗ mà phim ảnh ha. Ok. Ok, đây rồi, tìm được mèo rồi. Để đi tìm đồ cho mèo xong rồi quay tiếp nha. Hôm nay Phương có gọi cho ông bác làm cây vườn á, để cắt cái cây này đi xuống giùm á. Tại cái cây bên hàng xóm của mình á,
mình có nói chuyện với bên hàng xóm rồi thì họ nói là mình nếu mà mình cắt được thì mình cứ cắt giùm cho họ đó. Thì Phương có kêu người đến á. Thì bây giờ thí dụ bên cái nhà mình, hàng rào của mình đây ha. Đây nè, mình thấy không? Thì cây á mà nào á mà mình đứng ngay đây nè. Mà mình thấy mà nó qua bên mình nhiều quá mà không ảnh hưởng gì thì mình chỉ để không có sao. Giống như cái dàn cây xương rồng này thì nếu mà có nhiều khi Phương đậu xe cái Phương mở cửa muốn mình muốn lao vô cái mặt của mình xém lao vô cái cây xương rồng thì mấy cái nhánh nào mà nguy hiểm á, mà nó có gai, tại cái loại này là gọi là xương rồng nè cả nhà mình thấy không, nếu mà mình không có ăn á thì chim á họ tới á, họ ăn à. Nè, trái nè, trái xương rồng, cái trái này y như là trái thanh long của mình vậy đó. Phương có hái một trái nhỏ ở bên này hồi nãy á, Phương đem vô, có gì một tí nữa Phương cho cả nhà mình thấy. Nhưng mà bây giờ bên này mình thấy không, cái hàng rào thì bây giờ ở bên này là cái dàn cây của bên đó đó, họ nó thòng qua bên mình cũng khá nhiều. Tại Phương đậu xe ở sau lưng này nè, cái này là xe bạn đến với lại mấy chị ấy chỉ qua đậu lên trên cỏ là tí xíu. Nhưng mà ở đây hiện tại bây giờ là đang có người khách cho nên nhà mình hơi đông. Thì Phương mới dời cái xe của Phương qua bên kia để cho ông cắt cỏ, ông sẽ cắt giùm cho mình cái cây này. Thì ông sẽ cắt xuống để cho nó không có phải là nhiễu cái mũ của cái cây keo xuống. Tại vì hồi trước khi cái cây keo còn nhỏ thì xe nhà Phương không có bị gì hết đâu. Nhưng mà càng ngày cái cây keo nó càng lớn thì Phương để ý thấy là rất là nhiều mấy cái mũ keo á nó rớt xuống. Mà cây này Phương thấy cũng nhiều năm rồi đó, họ trồng cũng khoảng 5-7 năm nay rồi mà ít thấy trái. Hay là tại vì trái chín rồi họ hái họ ăn mình cũng không có để ý. Mà ok cả nhà, bây giờ Phương cho vô cho mèo ngủ trưa một tí rồi Phương sẽ cho cả nhà mình xem cái bộ đồ của mèo. Tại vì đây nè cả nhà mình thấy không, cái keo á, cái cây keo nó mũ nó rớt xuống á, nó dính đầy cái hàng rào của mình. Tại đây là cũng là hàng rào của mình bên này mà cả nhà mình thấy không, đâu có đâu, thấy không, xe trắng nè. Cái xong cái khi mà mình qua tới phía bên cái khu của cái cây keo á là mình sẽ thấy là cái mũ nó rơi xuống á, cái lâu ngày á nó bị dính rất là ảnh hưởng tới mấy cái đồ vật ở dưới này. Thì Phương nghe nói cái cây này á là làm một loại nước trà nè, cái loại cây này, cái bông này, cái bông gì á mà không biết nữa, nhưng mà người mẹ á họ trồng cái này nè để họ uống họ cho hình như bao tử hay ruột hay gì đó. Thì cái neighbor của Phương cũng trồng cái cây đó. Ok cả nhà ơi, Phương cho mèo nghỉ ngơi rồi có gì. Ồ, bên cây sung của gia đình nhà hàng xóm của mình cũng to, cái thân cây đẹp chưa. Cây sung á là nó cũng giống như cây ổi vậy cả nhà, là nó chỉ có mọc trái ở trên nhánh mới. Nếu mà cái năm nào mà đã ra trái rồi thì nó chỉ tiếp tục nó to dần, nó mọc cái nhánh dài ra để nó mọc trái. Thì lúc nào trái của nó cũng nằm ở trên cái nhánh mới là ở ngoài đọt, hoặc là cho nên cái cây này á là neighbor của Phương á, là năm nào mà vừa mới hết mùa xong á là họ cắt xuống hết. Thì cái sức của cái cây sung á nó nuôi cái bộ rễ với lại cái bộ cái thân, cho nên cái thân nó rất là đẹp đó. Thì năm nào họ cũng có sung ăn nè, xoay trái sung bên đó nó đang mọc ra bên này nè, có bên này nè đó cũng ngon. Ok cả nhà ơi.